À, chị Kha chuẩn bị làm món gì chị Kha? Bữa nay ta làm món ớt xào sả ớt. Ớt xào sả ớt luôn Hồi á. sáng Kha mua ớt được 15 ngàn. Đầu ớt Dạ. không phải ớt đâu. Đầu À. ớt á, ớt người ta làm sẵn rồi á. Dạ. Rồi chị mua 1 ký 30 ngàn. Bây giờ là mình đang bầm sả chuẩn bị mình Bấm sả. làm ớt xào sả ớt ha. Ớt xào sả ớt chứ xào rau ngổ. Dạ. Rau ngổ hồi nãy đi bẻ hồi nãy á. À, đây cả nhà hôm nay cũng là một món ăn đạm bạc của chị Kha nhé cả nhà. Phía sau nhà chị Kha hôm nay cũng được đóng quách rồi nhé cả nhà. Thì ngày hôm nay nữa cũng ngôi nhà hoàn thành rồi cả nhà nhé. Chung cũng mời cả nhà mình cùng theo dõi video hôm nay xem chị Kha nấu ăn như thế nào và xem căn nhà của chị Kha hoàn thành tới đâu rồi nhé. À, đây cả nhà, đây là cái tủ cũ của chị Kha nhé. Thì ở đây mình cũng mới cho thợ sửa cho chị Kha rồi ha. Thì hôm bữa cũng như là cái đồ kéo này kia đó cũng hư hết rồi. Đâu chị Kha mở cho cô chú anh chị xem. Sửa rồi cả nhà, Đó cả nhà, thì đã chị sửa Kha rồi, cũng lau dọn rất là sạch sẽ luôn. chỉ dọn hôm ba Ừ. lau hồi sáng nữa 2 lần đó. Đó, cái này thì hôm trước thì nó bị hư hết trơn tất cả những cái đồ kéo rồi khóa này kia đó. À, bây giờ mình cũng có tủ mới xài Còn đẹp á. cũng còn đẹp hơn. À, đây là cái tủ cũng được chị Mùi mua tặng cho chị Kha luôn á cả nhà. Đây đây là tủ này để quần áo hả chị Kha Dạ chị thấy đẹp ha. quá, chị thích quá, quá trời đẹp Kha dạ. Thì bây giờ là luôn. mình cứ để đây đi, khi nào dọn dẹp xong mình hãy xé giấy giấy ra nha. À, đây là Chị tủ thấy nhựa, đẹp quá trời. đây là tủ nhựa cả nhà ha. Đó. Này chị ướp nước mắm chút, bột ngọt chút, đường chút. Dạ. Cái này thì chị Kha mua hết bao nhiêu tiền lận ớt Hồi này? sáng chị thấy cái A mà người ta đạp xe bán Ừ. ngang nhà chị đó, chị mua 1 ký 30, chị mua hết nửa ký Ớt mà bán rẻ dữ chị Kha. đầu không hả, có À. tai trước không, không có đùi, không À, có nghĩa là có cái phần một phần cái nữa thôi. cổ á, cái Dạ. cổ không không có đùi đâu, Vậy là cái này là xương không à, sao không có thịt ăn đây? cũng có thịt đó, Dạ, cũng đây có cả thịt nhà đây. dùng được Đó, thì nói chung cũng 15 ngàn. giản dị đó cả nhà. Ta sẽ xào tỏi trước, xào tỏi trước một chút mới để mà ớt chứ tỏi với xả vô Dạ. nó đỏ đỏ chút mới để vô cho thơm, mới để ớt vô Dạ. vàng 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 chứ để này vô, chứ sao chị để này trước có cho thơm đó, Dạ. đó, để nhìn vô xào cho nó ra nước xả nước ớt rồi đó mới để ớt vô cơ. Ừ. À, hôm bữa giờ ghi hình ảnh của chị Kha nấu ăn, cô chú anh chị rất là thích ở chỗ cách chị Kha nấu ăn thật là cũng như là sạch sẽ và rất là ngon luôn với chị Kha. Tuy những món ăn đơn giản thôi nhưng mà thấy rất là bắt mắt và ngon đó, hấp dẫn ở cả nhà. Cô chú mình khen chị cảm ơn cô chú nhiều lắm. Dạ. Đây thì đầu tiên chị Kha cũng xào ớt, sả ớt, Tỏi, tỏi. xả Dạ. chị để ớt vô. Hấp dẫn quá chị Khang. Chị cho biết sao, chị cho nó vô gia vị chút cho khô chút, mà chị để nước vô chút nữa, chị vô nước vô lần nữa mới được Dạ, thấy hấp dẫn đó cả nhà ơi. vô gia vị chút. Chị Kha làm món ăn nào mình thấy cũng rất là thèm luôn cả nhà. Tại vì làm bắt mắt á, tuy mà đơn giản thôi nhưng mà rất là bắt mắt luôn á cả nhà. Đây là cơ. Ở phía sau đây thì người ta cũng đang để cái bồn nước ở sau cả nhà nhé. À, dắp thì ở sau cũng đã xong rồi. Wow, hấp dẫn quá cả nhà ơi. Thơm. Quá thơm rồi. Đây là gần chín rồi chị Kha hả? Gần chín này cho khô chút là để nhớt là chín này. Dạ. Đó, cả nhà thấy rất là hấp dẫn luôn nha. Món ăn chỉ giá có 15 ngàn thôi đó cả nhà.
Vừa xả ớt luôn cự 20, không được 20 luôn, 18 mà. À, món ăn của xả chị Kha một ớt. Bữa ăn là chỉ có 18 ngàn thôi cả nhà. Rồi ăn này mình có dùng thêm gì khác không chị Kha? Chị hồi xào rau ngổ, rau ngổ đi bẻ nãy. Rau ngổ này mình mua hay vậy? Không, chị đi bẻ. Đi bẻ rau ngổ đi hái luôn, cây nhà lá vườn luôn cả nhà. Đó, cả nhà ơi, rau ngổ ơi. Xào. À, xào, cái này là cũng ở nhà có luôn nha cả nhà, cũng không có mua nha cả nhà nha. Ở dưới quê mà tận dụng có sẵn hết luôn. Có sẵn. Wow, hấp dẫn quá cả nhà ơi. Này để thêm ớt nữa hay chị Kha ha? Cho cay cay nhú. Dạ. Đó, món ăn ớt xào. Vừa nhiêu được rồi. Xả ớt của chị Kha đã hoàn thành nha cả nhà. Vừa chín rồi đó cả nhà ơi. Dạ, ớt xào xả ớt của chị Kha đã chín rồi ha. Đây món ăn tiếp theo của chị Kha nha cả nhà. Xào rau ngổ. Xào rau ngổ cả nhà. Rồi. Rau ngổ xào tỏi. Dạ. Xào đơn giản thôi, rau xào ha. Thơm. Dạ. Thơm mùi tỏi á. Dạ. Này rau ngổ xào tỏi, xào không nữa. Dạ. Trước khi Kha dùng cơm, Kha mời cả nhà dùng cơm với Kha và mời bà con cô chú mình trong nước ngoài nước dùng cơm với Kha luôn nha. Dạ, mời cả nhà dùng. Đây cả nhà ơi, bây giờ chị Kha cũng dùng cơm và món ăn cũng đã chín rồi. Đơn giản nhưng mà rất là ngon nha cả nhà. Đó, đây là món ớt xào xả ớt của chị Kha nhé. Ngon. Đó. Còn ở đây thì món rau nhà trồng. Rau gì chị Kha quên tên rau à? Rau ngổ. Rau ngổ xào tỏi. Rất là đơn giản luôn nhé. Và thêm nữa một chén nước mắm ớt. Đó. À, cả nhà ơi. Rất là đơn giản dân dã miền Tây mình. Ớt này cả nhà ơi, Kha biết sao Kha ướp gia vị, ướp ớt, xả tỏi với Kha xào trước, là xào tỏi trước để cho thơm thơm với Kha để thịt ớt vô rất là ngọt ngọt mà mặn mặn rồi dùng nó ngon lắm cả nhà ơi. Dạ. Yeah. Rất là ngon cả nhà ơi, tuy gần mà đồng quê thiệt mà ngon lắm cả nhà ơi. Yeah, Kha chỉ một thấy chị Kha bữa. Dùng là biết ngon rồi. Dạ. Rồi thì bây giờ chung cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã theo dõi video. Bây giờ thì mình cũng đã cho chị Kha dùng cơm ha. Dạ. À, thì hôm nay nữa thì cũng đã hoàn thành ngôi nhà rồi. Chắc cỡ ngày mốt là mình sẽ bàn giao ngôi nhà của chị Kha. Thì hôm nay đó cũng có thêm cũng như là cô chú chị Mùi ở bên Mỹ cũng có tặng cho chị Kha thêm mua đồ cho chị Kha. Và mua được cái tủ với lại anh nệm. Dạ, thì nào nhà hoàn thành xong sẽ mua thêm đồ vô nhà cho chị Kha nhé. Rồi vậy thôi, cũng cảm ơn chị Kha rất là nhiều. Nãy giờ cũng chia sẻ nấu ăn cho bà con cô bác, cũng như rất là thích xem chị Kha nấu ăn. Dạ. Rồi thì bây giờ cũng chị Kha có lời gì nữa không Kha? Dạ, của chương trình Kha mà cảm ơn cô chú mình đã thương tình Kha. Kha rất là cảm ơn, chân thành cảm ơn, không biết mà mấy kiếp mà cảm ơn hết đó cô chú mình ơi. Dạ. Rồi, giờ thì chúng cũng xin khép video tại đây. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Yeah.